Gia đình tiết lộ người tình ngăn thiện nhân đi hát sinh nhật Cẩm Ly, chê chỉ là show nhỏ lẻ. Lên ngôi quán quân chương trình giọng hát Việt nhí 2014 đến nay cũng đã 8 năm, thiện nhân luôn nhận được sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vi trong suốt quá trình làm nghề. Chính vì vậy mà gia đình giọng ca trẻ đã vô cùng biết ơn và trân trọng những người đã đưa con em mình bước chân vào con đường ca hát. Tuy nhiên, theo người nhà, người tình đồng giới của thiện nhân lại có những phát ngôn và hành xử không đúng mực với Cẩm Ly, khiến gia đình không khỏi phiền lòng. Anh trai của nữ ca sĩ cho biết, người tình ngăn thiện nhân đi hát sinh nhật Cẩm Ly, trách gia đình tại sao cho cô hát show nhỏ lẻ như vậy. Điều này khiến cả nhà không khỏi bức xúc, vì từ trước đến nay, gia đình luôn rất tôn trọng ca sĩ Cẩm Ly. Gia đình tôi rất biết ơn tôn trọng cô Cẩm Ly và chú Minh Vi, nhưng NT lại có những lời lẽ không hay, nói tại sao lại cho nhân đi hát những show nhỏ lẻ. Trong khi đó, chương trình mà nhân đi hát lại là sinh nhật của cô Cẩm Ly. Điều này động chạm rất nhiều đến lòng tự ái và sự tự tôn của gia đình tôi với cô Cẩm Ly, chú Minh Vi. Anh trai thiện nhân bức xúc bày tỏ. Gia đình giọng ca 19 tuổi cho biết, sau sinh nhật của Cẩm Ly vào ngày 30 tháng 3, thiện nhân đã gọi điện cho Minh Vi để xin không nhận show, tạm ngưng ca hát. Bên cạnh đó, phía Cẩm Ly Minh Vi cũng biết về việc học trò hẹn hò đồng giới. Chị gái thiện nhân giải bày, khi vụ việc xảy ra, khán giả nhắc đến cô Cẩm Ly và chú Minh Vi khiến gia đình tôi rất ngại, sợ ảnh hưởng đến cô chú. Từ khi đăng quang giọng hát Việt nhí, nhưng có vấn đề gì thì gia đình cũng nói cho cô Cẩm Ly và chú Minh Vi để khuyên bảo, giải thích, phân tích. Chú Minh Vi rất yêu thương nhân, mọi vấn đề đều định hướng khuyên bảo. Tuy nhiên, bây giờ nhân đã 19-20 tuổi rồi, nên cô chú có khuyên bảo thì vẫn tôn trọng, cũng muốn một lần để em chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Hiện tại thiện nhân vẫn chưa lên tiếng sau khi gia đình gặp gỡ truyền thông, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên người yêu đồng giới, kèm theo dòng trạng thái như đang rất hạnh phúc khi được giải thoát khỏi gia đình. Thật may mắn khi cánh cửa cuộc đời đã mở ra. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết hết mọi chuyện nên khán giả cũng khó lòng phán xét, thôi thì cứ để gia đình thiện nhân giải quyết với nhau.